Hi, xin chào bạn. Hôm nay bạn đang có mặt ở EcoTown các bạn. Đây là một trong những cái cửa hàng bán đồ điện tử cũ giá rất là rẻ. Bạn thường hay đến đây để mua một số đồ cần để dùng trong gia đình đó. Bởi vì ở đây họ có bán một số cái đồ điện tử mà nó đã hết sản xuất rồi. Và cái cửa hàng này mục tiêu của họ đó là họ muốn giảm bớt cái lượng rác điện tử, có nghĩa là những cái đồ điện tử mà các bạn không sử dụng nữa, các bạn có thể mang đến đây để bán cho họ, họ mua lại xong sau đó họ bán lại cho người khác. Ở đây họ có bán máy tính, TV hay là âm ly, lo rất là nhiều thứ. Và bây giờ Bằng mời các bạn cùng với Bằng, chúng ta sẽ vô tham quan nha. Đây là cái khu bán máy ảnh này các bạn, máy ảnh cũ. Hôm trước Bằng cũng mua được một cái máy ảnh ở đây giá rất là rẻ. Ở đây có bán mấy cái lens máy ảnh nữa. Nếu mà các bạn rành một tí xíu có thể coi được. Ở đây đều có thể return được hết nếu các bạn muốn. Có những món đồ họ cho các bạn return 10 ngày, có những món đồ lên tới 1 tháng luôn. Còn bên đây là đồ mà Bằng thích nhất, bởi vì Bằng thích chơi guitar nên là hôm trước Bằng cũng có chọn được một cây guitar ở đây. Đây guitar dành cho bé nhỏ nè. Wow. Hay mua cho bé Ray để học đàn nghe. Coi giá này bao nhiêu. Cây này có giá khoảng 40 mấy đô. Ok, tí xíu nữa mình quay lại. Còn phía bên đây là bán âm ly với lo. Đây là âm ly và lo. Nếu mà các bạn rành một tí xíu về công nghệ và rành một tí xíu về đồ điện tử, các bạn có thể đến đây mua để lựa nha các bạn. Tại vì những món đồ ở đây nó không phải là dạng mới hay là cũ, nhưng mà các bạn có thể thử, nhưng mà không vừa ý các bạn có thể mang ra trả lại được, không sao hết. Ồ, có cái guitar đây nè. Yeah. Wow, cái này hình như có âm ly sẵn. Cái này là cây Lasit của Yamaha G55. Thường mấy cây này cũ lắm rồi. Yeah. Hồi trước Bằng mua được cây G70. Có nhiều cái đàn là nó hết sản xuất luôn rồi. Còn khu này là bán lo đây. Còn có cặp lo Sony. Cái lo này có giá 50 đồng của Sony. Khu này bán đĩa nhựa các bạn, để sưu tầm á. Đây là máy ảnh du lịch. Nó nhìn nó giống Goodwill nhưng mà đồ ở đây nó được chỉnh chu hơn Goodwill nhiều. Nó không có giống với Goodwill. Goodwill thì nó nhiều thứ đồ lặt vặt lắm, nhưng mà ở đây nó chỉnh chu hơn, nó phân loại từng phần đàng hoàng. Ví dụ đây là một cái âm ly. Đây là những cái âm ly cổ các bạn. Thường những cái này nó đã ngừng sản xuất rồi. Mấy cái lo này mà để chơi guitar thì hết ý luôn. Có khoảng 50 mấy đô một cái thôi các bạn. 40 đô một cái. Hầu như cái này là đều còn sử dụng tốt nha các bạn. Họ mới mang vô đây họ để. Nếu mà không sử dụng tốt thì họ không có để đây đâu. Nhưng mà chúng ta vẫn phải biết một chút xíu về công nghệ và một xíu điện tử thì mới có thể sử dụng được. Đây nhân viên của họ nè, họ đang lấy đồ của, mua đồ lại của người khác. Ở đây có khu bán đồ quần áo cũ nữa. Ở đây là túi xách dành cho mấy chị. Ồ, ngoài điện tử họ còn bán túi xách nữa các bạn. Ở đây là mấy cái túi giống của Gucci quá. Của Gucci. Một trăm mấy đô một cái. Wow, nếu mà mấy chị thích có thể vô đây mua. Nếu mà mình không ngại xài đồ cũ. Thế thì thật ra ở đây thì họ cũng đã lựa những món đồ nào mới lắm, họ mới mua lại các bạn. Nên là yên tâm.
nhà quần áo cũ đây nè. Cũng có nhiều người đang lựa phải không? Hello. Xuống đây coi. Ồ, đây là dụng cụ để câu cá. Bán cần câu nè. Quá trời cần câu. Nhưng mà bên đây câu cá phải có license nên là bằng không có câu cá được. Tiếc quá. Với không phải chỗ nào cũng cho câu. Câu cá này phải đọc luật nhiều lắm, phiền. À, khu này thì giống Goodview. Bán mấy cái đồ lặt vặt. Hôm trước cái microwave nha bằng bị bể cái dĩa kiến các bạn. Cái dĩa bằng thủy tinh ở giữa đó. Không thể đặt hàng mua được. Nhưng mà vô đây tìm có, mang về xài. Đây những lò vi tính nè. Cái này có 3 đô một cái thôi. Đây lò vi tính. Đây là đĩa CD. Oh, đây là máy đầu DVD cũ. Cái này chắc giờ hết ai sử dụng rồi ha. Bởi vì cái máy tính bây giờ nó phổ biến quá, YouTube phổ biến quá. Và các bạn nhớ coi video này, nhớ nhấn like, share và subscribe cho Bằng nha. Để Bằng làm thêm nhiều video mới nữa. Và đây là khu bán đèn ngủ. Quạt. Này mấy anh construction thích lắm. Đây bán dụng cụ để làm construction nè. Có fan, có dụng cụ luôn. Đầy đủ hết không các bạn? Có máy nén khí nữa. Đây. Có fan, có máy bơm luôn. Wow, khu này là bán đồ construction. Những món đồ này nó có 10 ngày refund nè, các bạn thấy họ ghi nè. Những món này thì tới 1 tháng. Yeah. Còn khu này là bán computer. Cái dàn lo này đẹp quá. Dàn lo của Panasonic. Dàn lo này còn mới các bạn, họ ghi mới, họ ghi new. Có nghĩa là đây là cũng có nhiều món đồ còn mới mà, giống như món này nè, còn mới nè. Còn đây là bán những cái đồ sưu tầm á, máy bay hay là xe sưu tầm á. Bằng biết có nhiều người bạn của bạn cũng thích sưu tầm mấy chiếc xe lắm các bạn. Mình thì không biết giá trị của nó, nhưng mà thực sự có nhiều người họ sưu tầm nó, họ mới biết cái giá trị của nó. Bởi vì những cái món đồ này thường nó sản xuất có giới hạn thôi. Đó, các bạn thấy họ để ở đây không? Yeah. Đây, chain nè, họ ghi nè. Nhân viên họ sẽ thu những cái đồ cũ các bạn mang đến, họ kiểm tra xong sau đó họ định giá rồi họ trả giá cho bạn. Sau đó họ để ngoài này để họ bán lại. Băng đĩa nhựa nè. Cái này trò chơi điện tử bằng băng. Cái này mấy bạn trẻ sau này chắc không biết rồi. Cỡ tuổi Bằng trở về trước mới biết cái trò này. Có kỳ nha. Ý cha. Cái này hôm bữa Bằng mua không có, hôm nay bán trời ơi trời, 2 cây RAM. Có bán cái CPU i7 luôn, 40 đồng. Hôm trước Bằng mua một cái này là cái ổ cứng SSD các bạn. Hôm trước không biết Bằng mua ở trong Best Buy hết 80 đô, ở đây bán rẻ hơn nhiều. Yeah. Cái này là máy AirPod. AirPod nghe nhạc. Nếu mà ai mà sưu tầm. Wow, có một cái AirPod. Cái này hiếm lắm rồi các bạn. Mấy cái AirPod này bây giờ ngừng sản xuất rồi. Hiếm lắm. Nhưng mà tại vì Bằng này không có sưu tầm mấy cái này, nhiều người họ thích sưu tầm, họ vào đây họ mua nhiều lắm á. Cái này là bán máy in. Máy in có 20 đô thôi. Mấy cái máy này rất là rẻ các bạn, nhưng mà mực của nó mới mắc. Nhưng mà máy in thì Bằng không phiên các bạn mua cũ, bởi vì máy in mua cũ đó, nó hao mực lắm. Cái mực máy in nó mắc vô cùng. Còn đây là bán cáp nè. Có những cái cọng cáp này nó bán rất là rẻ, cái này có 5 đô thôi. Đây là HDMI 1,5 m có 5 đô các bạn. Cái này các bạn phải biết nha, tại vì mỗi một cái cọng HDMI nó có chuẩn khác nhau nữa, chứ không phải cọng nào cũng giống cọng nào đâu.
nó có chuẩn 2.2 hay chẳng hạn vậy đó, nhiều chuẩn. Nhưng mà đây có bán hết á, nếu mà các bạn biết thì vô đây lựa mua từ từ. Rồi, mới đây chơi đàn hả? Rồi. Mai mốt ba gửi cho cô nào dạy cho con học piano ha, ha học organ con thích nào. Ha học guitar. Rồi đàn đi. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xe đôi cánh, xe đôi cánh. Đây các bạn, bằng mua được cái đồng hồ Seiko. Giá 5 đồng. Dạ. Yeah. Quá tuyệt vời. Mua cái này về treo nhà là tuyệt vời, có 5 đồng thôi các bạn, của Seiko. Cái mặt kiến luôn. Máy quạt. Dạ, yeah. Máy chạy pin. Ok, lượm cái này đi. Bây giờ tụi mình sẽ ra trả tiền với cho họ thử cái đồng hồ coi nó còn work không. Hai các bạn, đây là cái đồng hồ Seiko của Nhật mà Bằng mua được trong cửa hàng này, có giá 5 đô các bạn. Đồ cũ nhưng mà nó chạy còn mượt lắm. Hồi nãy Bằng có nhờ nhân viên họ cho Bằng mượn cục pin để thử. Chạy rất là im và nó còn hoạt động rất là tốt. Có 5 đô thì giá rất là rẻ các bạn. Nếu mà đồng hồ này ở ngoài bây giờ chắc nghĩ là nó đã không còn bán nữa rồi. Bởi vì những cái sản phẩm này đa phần là đồ cũ mà nó đã lâu đời lắm rồi. Nếu mà các bạn có muốn tìm đồ điện tử giá rẻ, đồ cũ hoặc là đồ mới, nhưng mà phải biết kiểm tra nha các bạn. Và các bạn nên nhờ họ, nhân viên cho mình kiểm tra trước khi mà mình trả tiền. Bởi vì thật ra họ vẫn cho các bạn trả lại, nhưng mà đỡ mất thời gian thôi. Thì các bạn nên cho nhờ họ kiểm tra trước. Có thể mượn pin hoặc là thử điện để mình kiểm tra trước coi cái đồ nó có work hay không, rồi sau đó mình hãy trả tiền. Ở đây họ nhận card, check, credit đủ hết các bạn, nên là yên tâm. EcoTown. Cái này nằm ở thành phố Fountain Valley nha các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi về thôi.